cha phẩm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhân nô anu mô đằng tu chi rằng ra khẳng tu nô ga ru a ca sát tha cha ma đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhân nô anu mô đằng tu chi rằng ra khẳng tu nhà ta vô a ca sát tha cha phẩm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhân nô anu mô đằng tu chi rằng ra khẳng tu bà ni nô a ca sát tha cha phẩm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhân nô anu mô đằng tu chi rằng ra khẳng tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ nhiều vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh yang kinh chi kusala cầm măng cát tắp bằng kiri yang mamaka ye na wa cha manasa ti da se suga tăng cát tăng ye sát ta sanh nhi nô a thi ye cha sát ta a sanh nhi nô cát tăng bùn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng cát tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma ya ye cha ta ta nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cam hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhang phô cha nàng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dâng ba chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báu cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhàng à sa quắc kha già qua hằng hồn tu do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nếp bà nát xa bách cha dồ hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân, làm duyên đưa đến đạo quả nếp bàn. Dạ, phước báu nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới ngày hôm nay, con kính dâng phần phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Kính chia phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong Phật trong rôm Phật giáo Nam truyền đồng đều nhau cả thảy. Với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo ngày hôm nay và nhất là trong tất cả các thời gian học pháp, con xin kính chia sẻ đến người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những người đã và đang nhiễm Covid. Xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh và xin cho người dân Việt Nam mau chóng kiểm soát được cơn dịch này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng tử hồi. Dạ, bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để con thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga Arahato Sammasambuddha
thi ba ti sa hàm ba ti ca tánh cha li an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đế sê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca yang sụt tánh cha bằng thăng a phi tham ma chăm măng a khổ ta danh tô cha tu sắc cha đần đăng bập bố tha này dê ba ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin ra mic lại Huỳnh. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Em xin giao mic đến cho chị ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ, chị Metta. Dạ, hôm mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức, lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tăng quy ngụ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn bài học ngày hôm nay. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2 tương ưng chư thiên. Một La Mã phẩm thứ nhất. Bài 8. Bài 8 La Mã. Ta Giá Na. Một. Rồi thiên tử Ta Giá Na trước kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đem gần mạng với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng, chói sáng toàn vùng, Chê Tập Á Ná đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, thiên tử Ta Giá Ná nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hai. Ôi này Bà La Môn, tinh tấn cắt dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng, ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc phải làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung vải bụi trần, không làm hơn làm dở, làm dở sao khổ đau. Đã làm nên làm tốt, làm tốt không khổ đau, như nắm vụn cỏ lá cỏ có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh dụng vụn tu kéo nói kéo đến cõi địa ngục, mọi sở hành biến nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm ác hạnh trong phạm hạnh không đưa đến quả lớn. Dạ, con xin đọc lại đoạn này ạ.
đã làm nên làm tốt không khổ đau như nấm vụn lá cỏ, có thể bị đứt tay sa môn hạnh vụn tu, khéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành miễn nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm ác hạnh trong phạm hạnh không đưa đến quả lớn. Ba, thiên tử Ta Cha Na nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Bốn, rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn liền gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đêm nay thiên tử Ta Giá Na trước kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Qua Na, đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, đứng một bên thiên tử Ta Giá Na nói lên bài kệ này trước mặt ta. Sáu, ôi này Bà Lã Môn, tinh tấn cắt dòng nước, đoàn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm vụt dòng, ẩn sĩ không động dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc khó làm, cần kiên trì tinh tấn xuất gia. Nếu biến nhát, càng tung vải bụi trần, không làm hơn làm vợ sao khổ đau, đã làm nên làm tốt. Làm tốt không khổ đau như nấm vụn lá cỏ, có thể bị đứt tay sa môn hạnh vụn tu, kéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành biến nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm ác hạnh trong phạm hạnh không đưa đến quả lớn. Bảy, này các tỳ kheo, thiên tử Ta Giá Na nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ. Này các tỳ kheo, hãy đọc bài kệ của Ta Giá Na. Này các tỳ kheo, hãy đọc, hãy học thuộc lòng bài kệ của Ta Giá Na. Này các tỳ kheo, bài kệ của Ta Giá Na có đầy đủ nghĩa lợi và chính là căn bản của phạm hạnh. Nam mô Bụt Ha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng con trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Ân, thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức, chào Đức Pháp Trang và chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào thời chia sẻ giảng giải Phật pháp thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mọi quý vị hướng về tam bảo để bài một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi là tại cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương lương dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành
đúng theo chánh pháp, sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân tổ lý tán dương ân đức tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong từ công đức phát thể ca ngay, chúc tất cả quý tuần hữu quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị thấy rằng trong cái phần chánh kinh á, thì cái vị thiên tử Ca Giá Ná đã đến đảnh lễ Đức Phật, rồi nói lên cái bài kệ. Rồi sau đó, thì cái vị này đảnh lễ Đức Phật và đi. Rồi Đức Thế Tôn đã đọc lại cái bài kệ này và dạy chư thị khu hãy học ghi nhớ cái bài kệ này, nó đầy đủ ý nghĩa để trong cái sự hành trì, sự tu tập của mình. Thì Đức Thế Tôn cũng đã nói về cái thân thế của cái vị thiên tử này. Trước kia là một cái vị ngoại đạo sư của Bà La Môn, nhưng mà khi mà đạt được cái trở thành một cái vị chư thiên rồi đó, thì cái vị này có cái hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật, cho nên vị này có cái chánh kiến và đã nói lên cái hiểu biết của mình. Thì cái đoạn thứ nhất là: ôi này Bà La Môn, tinh tấn dòng nước đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham muốn dục vọng. Thì quý vị biết phần cái chữ mà Bà La Môn ở đây là chỉ cho những cái vị mà A-la-hán ha. Nhờ có cái sự nỗ lực mà tinh tấn mạnh mẽ, các vị này đã đạt đến cái bờ giải thoát, cho nên là đã vượt qua, đã cắt đứt cái dòng nước của vô minh phiền não, tất cả những cái mầm móng, những cái tham muốn, những cái chấp thủ đã được tận trừ, không còn dư sót. Ẩn sĩ không đoạn dục, không được nhất tâm. Nếu mà cái vị mà đã xuất gia rồi đó, mà không có đoạn dục thì không thể nào mà đạt đến cái định của các cái tầng thiền. Thì quý vị thấy rằng trong kinh cũng nói vị tỳ kheo dục mà ly các ác bất thiện pháp, chứng trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn nếu mà cái tâm chúng ta mà không có ly dục, những cái tham muốn, không có từ bỏ các cái bất thiện pháp, thì không thể nào mà chứng đạt được các cái tầng thiền. Cho nên là muốn khi mà cái gì mà hành giả đó muốn tu tập thiền định á, hay là thiền tuệ cũng vậy, tất cả đều phải giữ giới. Giữ giới ở đây đó là về thân, về khẩu, về ý, phải từ bỏ tất cả những cái ác bất thiện pháp, những cái tham muốn, những cái dính mắc với
các cái sắc trần đều phải từ bỏ hết. Thì như vậy đó mới tạo được cái nền tảng tốt đẹp để mà phát triển định. Như là nói là cái vị này phải có cái giới được trong sạch tốt đẹp thì mới bắt đầu tu tập đến để phát triển định. Nếu làm việc phải làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung vải bụi trần. Thì chúng ta khi mà chúng ta làm bất cứ một công việc gì đó thì phải suy xét cái việc này là cái việc mình cần phải làm hay là mình muốn làm. Nếu mà xét thấy là cái việc mà cần phải làm thì chúng ta phải làm trọn vẹn với tâm trí, làm phải có sự nỗ lực tinh tấn. Chứ còn nếu mà mình bị ép buộc, mình bị bắt buộc phải làm cái việc đó, nhưng mà trong việc đó mình không muốn, mình không có ham thích, mà mình bắt buộc mình phải làm, thì sao? Làm nó không có quan hỷ, rồi làm cho có lệ thôi, chứ không có sự quyết tâm. Ví dụ như bây giờ cái trường hợp cái người học trò, người học sinh đi học cái môn học đó, nhưng mà cái môn học này đó là cái người học sinh này đó là chọn, thì cái người này sẽ cố gắng mà nỗ lực mà học. Còn nếu mà vì á bị sự áp đặt của cha mẹ, theo truyền thống của gia đình, theo dòng tộc gì đó, thì cái người này học nhưng mà không có sự ham thích, không có thích thú, không có ham thích trong cái môn học của mình, nên là cái kết quả nó không có được tốt đẹp. Cho nên là cái việc học phải học mẫu nỗ lực đến cùng thì mới đem được kết quả. Thì cái gì biết rằng trong cái chuyện mà dạy con học á, thì cái tích bà Mạnh Mẫu là mẹ của Mạnh Tử đó, thì quý vị biết rằng bà có cái khéo mà dạy con, cho nên là sau này Mạnh Tử là trong những cái vị mà cũng là nổi tiếng, được cái xã hội Trung Quốc tôn trọng. Thì Mạnh Tử mà khi còn nhỏ cũng ham chơi lắm, bà phải dời nhà nhiều lần gần đến cái trường học để cho Mạnh Tử ham thích cái việc học và đi học. Nhưng mà ham chơi mà đi học một bữa đó thì Mạnh Tử mới bỏ học giữa chừng, bỏ học giữa buổi chừng đi chơi, trốn đi chơi. Thì thấy con về hơi sớm, bà mới hỏi. Thì Mạnh Tử cũng thú thật, nói thiệt là bỏ học trốn theo bạn đi chơi. Thì bà làm nghề cái nghề dệt vải, bà đang dệt ở trên cái khung cửi tấm vải mới được có một cái đoạn ngắn Thì nghe Mạnh Tử nói như vậy đó, bà mới dùng cái kéo bà cắt cái đoạn vải mà mình mới vừa dệt xong, thì chỉ có một cái đoạn ngắn thôi. Thì Mạnh Tử mới ngạc nhiên, nói, ủa sao mẹ không dệt tiếp mà mệt, mẹ dệt có một khúc ngắn như vậy. Thì bà mới nói cái việc học của con á cũng giống như tấm vải đó, khi mà con cố gắng nỗ lực con học cho thật nhiều, học đến cùng á,
ví như cái tấm vải dài đó, à, nó sẽ sử dụng được nhiều nhiều công việc. À, còn á, con học mà con không cố học, à, con bỏ học giữa chừng, con trốn học thì cũng giống như cái tấm vải một khúc ngắn này thôi, à, không có sử dụng được cái gì hết á. À, cho nên á, à, con phải cố gắng nỗ lực trong cái sự học của mình, à, học cho đến đến cùng thì như vậy đó thì mới đem đến cái lợi ích của cái việc học của mình. Thì à, qua cái lời dạy của bà mẹ thì Mạnh Tử bắt đầu ý thức được và cố gắng nỗ lực, à, học hỏi, thì sau này trở những cái vị mà ở ở cái xã hội Trung Quốc tôn thờ gọi là những cái bậc thánh, à, à, những cái vị hiền tài, à, đó. Thành ra đó, thành ra nếu mà những cái công việc mà mình xét thấy mà mình cần phải làm đó, à, cái việc mà mình cần phải học, à, thì sao, thì mình phải cố gắng nỗ lực kiên trì, à, đạt đến cái mục đích cuối cùng, à, không có bỏ dở. Xuất gia nếu biến nhát càng tung vải bụi trần, à, nếu mà cái người xuất gia đó mà nếu mà đã chọn cái con đường tu tập, à, mà nếu mà mình không có sự nỗ lực cố gắng thì sao? Thì giống như cái người mà tung bụi ngược gió, à, cái người này sẽ phải nhận lấy, à, những cái lời chê trách, à, của mọi người xung quanh. À, cái gì á, cái sự xuất gia là mình chọn, đâu có ai ép buộc mình, à, mà mình đã chọn cái con đường gia tu tập, à, trở thành cái vị sa môn, vị tỳ kheo, à, thì sao, thì chúng ta phải làm cho tròn cái phận sự, à, của cái người xuất gia, à, mà cái bổn phận của người xuất gia là gì? Phải đi đúng, à, trên cái con đường giới định tuệ, à, cho nên nếu mà cái người đã trở thành bậc sa môn, cái vị tỳ kheo, à, đắp y mang bát, à, mà nếu mà mình không đi đúng trên cái con đường mà giới định tuệ đó, mình đi, à, sai lệch, mình làm những cái công việc không đúng của cái phận sự của bậc sa môn, thì như vậy đó thì mình sẽ bị, à, người đời chê trách, à, những cái sự dân cúng của thí chủ, à, người ta dân cúng nhưng mà mình làm không có trọn trách nhiệm, à, thì người ta, à, sẽ không có hoan hỷ và cái sự dân cúng của mình, à, không làm làm dở sao khổ đau, à. Cái người mà lười nhác, cái người lười nhác không có muốn làm cái gì hết, cái người đó thì gì, quá tệ rồi, thấy không? Còn cái người mà khá khá hơn chút đó, à, cũng làm, nhưng mà làm cái kiểu mà lưng chừng nửa giờ, à, làm dở dở ương ương chứ không có đạt được cái gì hết. Thì vậy cái người mà lười nhác mà không làm gì là quá tệ rồi ha. Còn cái người mà làm nhưng mà không có đạt được, à, trọn vẹn cái công việc của mình, à, làm nửa chừng, à, thì như vậy thì nó không có đem đến cái kết quả, à, khi mà chúng ta làm thì phải đeo đuổi, à, cái công việc của mình, phải nỗ lực cho đến cuối cùng thì mới có kết quả tốt đẹp.
Thì ở ngoài đời ta nói sao, cái công mà xuống giống á, là cái công bỏ, mà công làm cỏ là cái công ăn. Tại vì á, cái người nông dân á, đầu mùa vụ cày bừa rồi này kia nọ, rồi á gieo những cái hạt giống xuống dưới ruộng. Nhưng mà cái người này cày rồi này kia nọ, rồi gieo xạ vậy đó, nhưng mà rồi không có chăm bón, không có tháo nước vô ruộng cho đầy đủ, rồi không có làm cỏ dại, không có giữ cái thửa ruộng mình cho tốt, thì sao? Thì cái thành quả mà cày rồi trúc rồi bừa rồi đem mà gieo xạ đó, nó không có đem đến cái lợi ích. Tại sao? Tại vì khi mình gieo cái hạt giống xuống rồi đó, mình phải có cái sự chăm bón nó, phải nước nôi đầy đủ, rồi phải cho nó chút đỉnh phân, rồi phải coi chừng chuột bọ các cái loại đồ nó phá hoại, chứ không phải mình cày đất rồi mình gieo hạt giống xuống rồi là xong. Bổn phận mình á, cày gieo giống nó mới có nửa đoạn đường này. Mà mình muốn có cái mùa vụ, cái mùa vụ có cái năng suất cao, cái mùa vụ thu hoạch cho được tốt đẹp, thì chúng ta phải chăm bón nó, rồi phải làm cỏ, phải nước phân trồng giống gì đó, phải làm trọn vẹn đầy đủ các cái công việc. Thì như vậy đó, tới cuối mùa thì mình mới có cái mùa vụ tốt đẹp, mình mới thu hoạch đạt được cái năng suất cao, mới bội thu. Chứ còn nếu mà mình làm nửa vời thì mình bỏ dở đó, thì không có đạt được cái gì hết. Coi như là cái công sức mình làm mà nửa chừng mình bỏ thì gọi là gì, đổ sông đổ biển, nó không có đi đến cái kết quả tốt đẹp. Cho nên là chúng ta làm thì phải làm cho nó tốt đẹp trọn vẹn, làm tốt không khổ đau. Như nắm vụn lá cỏ có thể bị đứt tay. Quý vị mà những cái cỏ mà nó có cái cạnh mà sắc bén á, chẳng hạn như là cái loại toàn cỏ tranh á, cái người mà muốn nhổ cỏ tranh, muốn cắt cỏ tranh á, thì sao? Mình phải nắm cho thật chặt, mà không đứt tay. Còn nếu mà mình nắm mà nắm không có chặt đó, nắm không có chặt, có nhiều khi á nó vụt á, là cái lá, cái cạnh của cái cỏ tranh nó rất là bé, nó có thể cắt đứt tay. Cho nên á là mà muốn cắt cỏ tranh á, mình nắm cho nó thì mình nắm cho thật chặt. Thế còn nếu mà mình nắm không có chặt á thì sẽ bị cái lá cỏ nó cứa đứt tay. Sa môn hạnh dụng tu kéo đến cõi địa ngục. Thì cái khi mà một cái vị mà sa môn, một vị tỳ kheo đó, mà nếu mà chúng ta không có gìn giữ, không đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, thì sao? Thì mình làm những cái điều mà không đúng, không được cho phép Đức Phật đã chế định những cái học giới, mà mình làm không có đúng, không có gìn giữ để phạm giới. Nếu mà phạm những cái giới nhỏ đó,
thì mình có thể sám hối, nhưng mà những cái giới gọi là giới trọng, tức là những cái giới mà quan trọng nặng nề đó, mà nếu mà cái vị đó mà phạm vô thì sẽ có cái hậu quả nặng nề, thì có thể đi đến những cái khổ cảnh. Cho nên là cái điều quan trọng là cái việc mà khi mà mình xuất gia, cái điều này không ai ép mình. Nếu mà mình muốn sống trong cái đời sống phạm hạnh thì phải sống đúng theo giới luật, thực hành đúng cái con đường giới định tuệ. Còn nếu mình cảm thấy mình không có ham thích có trong cái đời sống tu tập, không có thích trong cái đời sống của một cái vị sa môn, thì mình có quyền mình hoàn tục, thì không ai ép buộc mình phải tu, mà cũng không ai cấm mình hoàn tục hết. Nhưng mà nếu mà tu, nếu mà trở cái thành những người sa môn, một vị tỳ kheo, thì mình phải giữ gìn cái học giới của mình cho nó được tốt đẹp. Còn nếu mà mình kiểu mình tu mà nửa vời, tu chơi chơi, không có cố gắng nỗ lực để rồi cái giới nó bị bể dụng, cái giới bị rách, cắt giá, thì như vậy đó, cái làm cho cái cuộc đời mình nó không có đạt được những cái điều tốt đẹp, mà có thể đi đến những cái cảnh giới không có được an vui, phải trả nghiệp ở trong những cảnh giới khổ đau. Mọi hạnh tu ô nhiễm, ác hạnh trong phạm hạnh không đưa đến quả lớn. Đó là cái lời cảnh tỉnh, đời nhắc nhở đối với cái bổn phận của các cái vị sa môn, các vị thích tử tỳ kheo. Nếu mà chúng ta chọn cái con đường xuất gia thì phải thực hành cho nó đầy đủ, đúng đắn, đi đúng trên cái con đường giới định tuệ. Đó là cái ý nghĩa và trong cái phần chánh kinh. Thì quý vị biết rằng trong một cái đoàn thể, trong một cái tập thể nào thì nó cũng có rất là nhiều thành phần. Thì khi mà lúc mà Đức Thế Tôn mới vừa đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, những cái vị mà cái thời mà đầu tiên khi mà thành lập giáo hội đó, thì những cái vị này là đã túc duyên đầy đủ rồi. Khi mà các vị này xuất gia thì trở thành những cái bậc thánh nhân. Từ cái nhóm mà năm vị Kiều Trần Như cho đến Ngài Giá Xá và các bạn bè của mình, rồi cho đến Ngài Cách Xá Bá, rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, và cái nhóm 500 cái vị đi học qua chung với hai ngài, tất cả đều trở thành gì? Trở thành bậc A La Hán hết. Cho nên là cái thời kỳ đầu của Phật giáo đó, các bậc thánh nhân rất là nhiều. Nhưng mà càng về sau đó, thì cái số mà xuất gia thì rất nhiều, và nhiều thành phần,
rồi nhiều mục đích nữa. Có những số là tại vì xuất gia, do cái đời sống khó khăn, thế này thế khác mà người ta xuất gia, chứ không phải là tất cả đều hướng đến cái mục đích giải thoát. Cho nên đó, là từ cái nửa thời, cái thời kỳ mà Đức Phật hiện tiền đó, tức là nó chia ra làm ba thời: tiền giác thời. Thì quý vị biết rằng Đức Phật thành bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ngài đã thuyết giảng giáo pháp trong 45 năm. Thì có thể mình tạm chia ra làm ba cái thời: tiền giác thời. Cái tiền giác thời này đó là các cái vị thánh tăng rất là nhiều. Rồi cái khoảng trung giác thời đó, tức là khoảng từ hạ 16 cho tới hạ thứ 30 đó, thì sao? Bắt đầu có những cái bậc phàm nhân xuất gia rất là nhiều. Nhưng mà cái thời này á, nó cũng còn khá tương đối, nhưng mà đã xảy ra những cái vấn đề mà Đức Phật phải chế định các cái điều luật, các cái học giới đó. Rồi cái mà hậu giác thời đó, tức là từ hạ thứ 31 cho tới hạ thứ 45 là cái hạ cuối cùng mà Đức Thế Tôn còn ở trên thế gian. Thì càng lúc á, thì cái phàm nhân càng nhiều ở trong cái giáo hội, cho nên nó xảy ra những cái vấn đề mà hàng Phật tử người ta chê trách rất là nhiều. Cho nên là càng về sau á, thì Đức Thế Tôn càng chế định các cái điều luật, các cái học giới càng nhiều. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà trong cái tỳ giác thời đó, mặc dù Ngài Xá Lợi Phất đã có lời thỉnh cầu, nhưng mà Đức Thế Tôn không có chế định các cái học giới. Tại vì Ngài thấy đó, lúc đó đó là các bậc thánh nhân rất là nhiều, cái phạm giới không có. Các ngài là bậc thánh nhân, các ngài đã tự giác thực hành đầy đủ, không cần đến các cái chế định các cái học giới. Thành ra đó, Đức Thế Tôn nói là Như Lai sẽ chế định những cái học giới nếu mà hợp thời. Cho nên á, quý vị thấy rằng đó, những cái vị mà những cái nhà nghiên cứu, những cái học giả đó, thì người ta ca ngợi những cái giới luật mà Đức Phật ban hành. Tất cả các cái đoàn thể, các cái quốc gia, các cái hội đoàn ở trên thế giới này đó, là khi mà ta thành lập những cái hội đoàn, những cái đoàn thể nào đó, là bắt đầu người ta cũng phải soạn cái nội quy, rồi người ta ấy ra những cái điều luật thế này thế kia, những cái đất nước nào á, người ta cũng có một cái bộ luật để tất cả những cái người dân ở trong cái quốc độ đó, trong cái xã hội đó phải tuân thủ theo những cái điều luật mà đã được quy định trong cái hội đoàn, trong cái đoàn thể, trong một đất nước của chính phủ người ta đã đề ra. Còn cái bộ luật của chư tăng trong Phật giáo thì khi nào có cái sự kiện có một vị thực hành những cái điều không đúng, bị hàng Phật tử hay là
trong chư tăng người ta chê trách, quở trách. À, thì lúc đó đó, cái Đức Thế Tôn mới gọi các cái vị trưởng lão, gọi cái vị đó đến. À, Đức Phật bảo là phải, ông có phải phạm những cái tội như thế này thế này, có đúng không? Thì cái vị này nói, Đức Thế Tôn có, đúng như vậy. À, thì từ từ cái lỗi lầm của cái vị tỳ kheo mà đã phạm, đã phạm cái giới này đó, thì Đức Phật mới bắt đầu mới chế định một cái học giới để ngăn ngừa. À, từ đó về sau, những vị nào mà phạm những cái tội lỗi như thế này thì sẽ vi phạm vào cái điều học đó. À, thành ra đó, các cái nhà mà luật, nhà làm luật, những cái vị luật sư, những cái nhà nghiên cứu đó, người ta nói rằng cái bộ luật của, trong cái bộ luật của chư tỳ kheo đó, nó rất công bằng, không có cái sự áp đặt. À, thì trong đó mới quy định phạm như thế nào là phạm tội. À, nó rõ ràng. À, chứ không phải là người ta chưa có phạm mà mình đã sợ, mình đã chế định ra. Thành ra đó, các cái điều luật, các cái học giới ở trong cái tạng luật của chư tăng ấy, nó rất là công bằng. Có cái người phạm tội, cái điều này đã xảy ra, rồi Đức Thế Tôn mới từ cái tội này mới bắt đầu mới chế định các cái điều luật. Đó, thì kể từ đó về sau đó, ai phạm những cái này thì sẽ gọi là phạm giới. Còn cái gì mà phạm đầu tiên đó thì chưa. Tại vì cái điều luật Đức Phật chưa có quy định, chưa có chế định, chưa có định đặt cái trong tạng luật. Thành ra những cái vị mà phạm đầu tiên đó, thì mấy vị này chưa phạm giới. Mà từ đó về sau, nếu mà vị nào mà lâm dắt, có cái thân hành khẩu hành như vậy đó, thì sẽ phạm luật, phạm tội. Thì có những cái tội có thể sám hối là hết, nhưng mà có những cái tội đó thì phải chịu hình phạt. Chịu hình phạt như là có thể là phạt cấm phòng, hay là có những cái hình thức quy định. Còn có những cái tội nặng thì phải gọi là phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Thì những cái phạm mà giới, những vào những cái giới mà gọi là giới trọng đó, những cái giới mà trọng cấm đó, thì những cái vị này không còn là những vị tỳ kheo nữa, bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Thành ra đó, ra chúng ta hiểu là cái giới luật của Đức Phật ban hành trong cái tạng luật đó rất là công bằng và rõ ràng. Cho nên thường xuyên thì Đức Thế Tôn nhắc nhở chư tỳ kheo là phải tôn trọng cái giới luật, không phạm dù những cái học giới nhỏ nhặt. Mà nếu mà chúng ta sống, chúng ta có cái sự hành trì tôn trọng giới luật thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui. Quý vị thấy rằng đó, chính nhờ cái giới mà nó có thể nó nâng đỡ cái sự tu tập của mình đạt đến những cái điều kiện tốt đẹp. Giới mới nâng đỡ, mới đạt đến định, định nó mới đưa đến cái tuệ giác, và nhờ có cái tuệ giác tăng trưởng mạnh mẽ thì mới đạt đến cái sự giải thoát. Thì có một cái câu chuyện đó, là cái vị tỳ kheo này đó, trước kia là cũng một cái gia đình bá hộ giàu có, có hai anh em thì cái vị này là anh, còn một vị là em.
Thì hai vị khi mà cha mẹ qua đời đó thì giao cái tài sản lại cho cái người hai người con quán xuyến, nhưng mà cái phần tài sản của cái người anh á thì cái vị này không có thích cái đời sống thế tục, cho nên mới giao hết cái phần tài sản của mình á cho người em cai quản gìn giữ, và cái vị này đi xuất gia. Thì cái vị này đi xuất gia thời gian mới có mấy năm mà, thì cái người vợ, cái người em dâu á, người vợ của đứa em trai đó, mới khởi lên cái ý là bây giờ ông anh chồng mình ổng đi xuất gia, nhưng mà lúc nào đó rồi ổng chán chán á, ổng hoàn tục, ổng trở về ổng đòi cái tài sản mất công lắm. Thành ra cái bà này bà khởi lên cái ác ý, bà mới mướn mấy tên cướp đi tìm để giết cái vị tỳ khưu này. Thì mấy tên cướp mới đi tìm đến cái gặp cái vị tỳ khưu này, hỏi phải đúng tên đó hay không. Thì mấy tên cướp này nó cũng nói trước, nó nói là bây giờ có người mướn tôi giết ông đó. Bây giờ chúng tôi vì cái số tiền người ta mướn chúng tôi sẽ giết ông. Cái gì thì theo này mới năn nỉ mấy tên cướp đó là bây giờ cho tôi sống một đêm thôi, một đêm thôi, tới sáng mai rồi hãy giết. Thì mấy tên cướp này nó không chịu, nói bây giờ cho ông sống một đêm rồi trong đêm nay rồi ông chạy trốn rồi ngày mai hôm sau sao được, bây giờ tôi đã nhận tiền của người ta rồi. Thì cái vị này mới sao, mới ngồi xuống lấy một cái tảng đá, một cái tảng đá cũng lớn lớn, mới đập nát hai cái ống chân của mình. Trời, mấy tên cướp nó thấy nó cũng kinh hồn luôn. Thì bắt đầu cái vị này mới nói bây giờ đó mấy ông thấy rõ ràng á, bây giờ cái chân tôi vậy sao mà chạy trốn được, thôi giờ mấy ông nán cho tôi một đêm nay thôi, rồi sáng mai hãy giết. Thì sau khi mà mấy tên cướp nó thấy bây giờ hai cái ống chân của cái vị này gãy hết rồi, không có thể nào mà chạy đi đâu được hết, cho nên nó mới chấp nhận. Rồi cái vị này bắt đầu mấy tên cướp mà đi rồi đó, thì cái vị này á, mặc dù cái gì biết mà khi mà cái gãy xương nó đau đến mức độ nào, nhưng mà cái vị này á mới nén những cái sự đau đớn của cái thân xác. Vị này mới quán sát về cái giới hạnh của mình, kể từ lúc mà mình xuất gia đến giờ đó chưa có bao giờ phạm dù một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó. Thì khi mà cái vị này đó quán sát về cái giới hạnh của mình trong sạch tốt đẹp như vậy đó, thì mới khởi lên cái tâm mà phỉ lạc. Nhờ cái phỉ lạc này đó, vị này mới chứng đắc các cái thiền định. Khi mà cái tâm mà đã an tịnh vững chắc rồi đó, cái vị này bắt đầu triển khai thiền quán, về quán về cái tính chất khổ đau, và vị này đã chứng đắc quả vị a la hán. Đó, thành ra đó nhờ mà sự nỗ lực hành trì giữ gìn giới, chính nhờ cái giới nâng đỡ đạt đến định, và nhờ có cái nền tảng định vững vàng mới phát triển đạt đến cái tuệ giác để đủ sức để diệt trừ tất cả những cái phiền não
nha. Đó, thành ra là trong cái tất cả các cái điều kiện trong cái con đường tu tập là phải tôn trọng về những cái học giới. Nếu mà những cái vị đã là cái người sa môn, đã là cái vị tỳ kheo, mà khi mà chúng ta không có tôn trọng những cái học giới thì như vậy đó là chúng ta không có thực hành đầy đủ cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là cái bổn phận chúng ta không có ai ép buộc mình phải đi tu, phải thực hành cái đời sống của cái người tu sĩ, của cái vị tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà mình đã quyết định, mình đã chọn cái đời sống cái vị sa môn, vị tỳ kheo, thì chúng ta phải nỗ lực gìn giữ cái giới luật của mình cho được trọn vẹn tốt đẹp. Chính nhờ cái giới này thì cái con đường tu tập của mình mới có sự tiến bộ, mới đạt được kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà nửa vời, rồi không có đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, thì như vậy đó, cái việc tu tập của mình nó không đem đến cái kết quả tốt đẹp, mà trái lại nó còn đem đến những cái tai hại khổ đau. Cho nên là luôn luôn là Đức Thế Tôn nhắc nhở chư tỳ kheo, hay là cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp sửa vô dư niết bàn, ngài cũng đã nói với ngài Ananda là bây giờ đó, khi mà Như Lai đã nhập diệt rồi đó, thì lấy giới luật kinh lực là thầy. Đó, luôn luôn là đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, thực hành đúng theo cái giáo pháp, các cái điều học mà Đức Thế Tôn đã chế định, thì như vậy sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Hay là phải lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, hay tự xây hòn đảo cho chính mình, chứ không nương tựa một nơi nào khác, để thấy rằng cái những cái điều học, những cái lời dạy Đức Phật, nó là cái nơi nương tựa, là cái con đường mà chúng ta phải cố gắng thực hành trọn vẹn đầy đủ. Rồi trong cái sự thực hành của mình, mình cũng phải biết cố gắng nỗ lực, lúc nào mình phải cố gắng nỗ lực, tinh tấn dũng mãnh. Thành ra quý vị thấy rằng những cái người mà đạt được những cái kết quả tốt đẹp đó, không phải mà tự nhiên mà cái kết quả đó mà nó đạt được, ai cũng phải là kiên trì, nỗ lực. Mình có cái hoài bão, mình có cái chí hướng, nhưng mà nếu mà mình không có kiên trì nỗ lực thì không thể nào mà mình đạt được. Quý vị thấy mà những cái người mà thí dụ như những cái người mà họ nhảy cao đi, đâu phải mà dễ mà đạt được cái thành tích mà trong các cái cuộc thi mà nó cao vậy. Trời ơi, cũng nỗ lực kiên trì, cũng tập ngày này qua ngày kia, ngày này qua tháng khác, đúng không? Chứ đâu phải mà quý vị thấy mà nâng cao được từng cái cm thôi, từng ly từng ly từng ly thôi, chứ đâu phải mà dễ dàng. Hay là những cái người mà chạy chạy đua nghe,
À, cái người mà chạy 100 mét thì nó khác. Cái người mà chạy 10.000 mét, 20.000 mét, 40.000 mét thì nó khác. À, cái người mà chạy 100 mét á, thì bắt đầu mới vô là người ta là chạy phải nỗ lực quyết liệt rồi. Không? Nhưng mà cái người mà chạy 10.000 mét, 20.000 mét rồi đó thì sao? Mình phải biết mình chia chia cái sức mình ra. À, quý vị á, có xem á, quý vị thấy có những người á, lúc đầu mới vừa xuất phát á, họ chạy rất là nhanh, họ dẫn đầu, nhưng mà vì mà không biết chia cái sức lực của mình á, thì lần hồi á, bị bỏ rơi trở lại phía sau. Còn những cái người á, mà mới mới khởi đầu á, ta chạy vừa thôi, à, ta biết lúc đầu là phải nỗ lực vừa phải, à, phải phân chia cái sức của mình ra. À, à, thí dụ như chạy 10.000 mét thì khoảng chừng 4.000 mét đầu á, mình chạy vừa phải, rồi bắt đầu á 4.000 mét kế đó mình chạy mạnh lên chút, rồi á bắt đầu càng về sau thì mình cải phải tăng cái sức mình lên. À, lúc đầu á là mình dùng cái sức bền, à, lúc sau đó thì bắt đầu mình càng lúc mình càng tăng cái tốc độ của mình lên, à, thì những cái người này sẽ chiến thắng, à, sẽ về đến đích, à, sớm. À, còn nếu mà trong cái cuộc thi đó chạy mà mình không biết phân chia cái sức lực của mình, à, những cái lúc đầu mình cố gắng nỗ lực quá mức thì sao, một hồi nó đầu hết sức rồi nó đuối, à, nó đuối thì bị người ta, à, bị bỏ lại phía sau. À, thành ra, à, cũng giống như những cái người leo núi vậy đó, ta phải từng bước, à, từng bước chậm, từ từ, à, rồi phải phân chia cái nỗ lực của mình, à, nó như thế nào phù hợp để mà đạt đến cái thành tích cao nhất. Không? Chứ còn á, mình biết, à, có những người lúc đầu vì cái sự nỗ lực tinh tấn hăng hái, à, cái nhiệt huyết mạnh mẽ, cố gắng quá mức, không? Rồi cái tới được một phần nào đoạn đường á, đâm ra chán nản, à, hết sức quể quải, cả bỏ dở. À, thành ra cái sự tinh tấn nỗ lực là cũng rất là cần thiết trong cái đời sống tu tập, nhưng mà mình phải biết với cái trí tuệ, à, lúc nào là mình phải cố gắng nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua tất cả những cái chướng ngại phiền não, à, còn lúc nào á mình phải giữ cái sự tinh tấn nỗ lực của mình nó vừa phải quân bình. À, đó, thành ra các cái ngài trưởng lão á, à, các ngài thiền sư á, mới nói rằng cái sự tu tập của mình á là giống như những cái người mà chạy đường dài đó, chứ không phải mà những người mà chạy 100 mét. À, vừa xuất phát rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy, à, mình phải phân chia cái sức lực, à, cái nước bền, à, những cái điều nào, những cái pháp nào quan trọng, nó là cái căn bản mình phải học trước, rồi kế tiếp những cái nào, à, tại vì cái pháp là rất nhiều, à, rồi mình cái lòng tham muốn, à, bài kinh nào mình cũng học, bài kinh nào mình cũng muốn học hết, rồi học di diệu pháp cũng muốn học nữa, à, rồi cái nào mình cũng muốn học, học nhiều quá mà không có cái nào nó đúng theo cái trình tự, cái nhân quả, cái căn bản của nó. Đó, thành ra chúng ta phải đi từ từ, à, học cái nào trước, rồi cái nào kế, cái nào sau. À, để chúng ta mới có được cái sự tiến bộ trong cái kiến thức, à,
chính những cái kiến thức này nó nâng đỡ chúng ta trong cái đời sống thực tu hành, thực tập, thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thành ra đó chúng ta phải biết, hiểu biết và luôn luôn là phải đi đúng theo cái con đường giới định tuệ, phải tôn trọng các cái học giới mà Đức Phật đã chế định trong tạng luật, rồi gìn giữ thu thúc lục căn, phải nỗ lực thực hành cái giáo pháp một cách tốt đẹp trọn vẹn thì sẽ đem đến cái kết quả lợi ích. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ bảy này. Thì cũng qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão thì cũng có những cái kiến thức hiểu biết chút ít, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và giới phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thầy chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả những cái thiên tai dịch họa sớm được tiêu tan để chúng sanh an hưởng một đời sống tốt đẹp. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay. Dạ, bài pháp cũng khá dài. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát. Dạ, cảm ơn Thỉnh Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh. Con kính lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, bài học hôm nay cũng khá là dài. Sư đã giảng rộng để cho đạo tràng mình hiểu bài hơn. Và bây giờ là đến thời giờ của đạo tràng thảo luận. Thì nào sư hiểu bài những mắc ở trong cuộc sống mà liên hệ đến bài, thì mình xin bàn tay của quý vị giơ lên để mình cùng trao đổi và giải đáp. Sư sẽ giải đáp thắc mắc cho chính mình và cho đạo tràng cũng được học hỏi thêm. Dạ, kính xin đạo tràng mình giơ tay. Dạ, kính mời quý vị. Quý vị nào giơ tay thì sẽ được cầm mic ngay ạ. Dạ, xin mời bàn tay xinh đẹp của quý vị. Dạ, con thưa sư, bài học hôm nay thì con thấy bài rất là dài, con đọc tới đọc lui thì con cũng thấy là cái nội dung bài hôm nay là nói về các vị, trước hết là nói về các vị Sa môn Bà La Môn, tức là các vị A La Hán, rồi sau đó thì nói về các vị tỳ kheo, vị tỳ kheo mà chưa đắc đạo quả, thì về là những cái việc mà cần làm đối với những vị này, tức là những vị đã xuất gia. Còn những cái công việc như vậy á, mà như trong bài á, mà đối với người cư sĩ tụi con thì con thấy cũng rất là khó làm. Không phải là khó, tụi con sẽ không có toàn tâm toàn lực để mà thực hành tinh tấn cắt dòng nước, rồi đoạn diệt mọi tham đắm dục vọng, đoạn dục. Rồi tinh tấn là tụi con cũng làm, nhưng mà tụi con làm theo cái khả năng của cái người cư sĩ, vì chúng con còn bận những chuyện thế gian, chúng còn vướng bận, dù nói thế nào đi nữa thì chúng con cũng còn có gia đình, có cuộc sống đối nội đối ngoại, do đó chúng con chưa thể mà làm hết mình với những cái việc như là cái vị chư thiên Tajana nói và được Đức Phật chấp thuận. Thì chúng con cũng sẽ làm theo những cái năm bước tuần tự là bố thí, giữ giới, rồi sau đó thì mình cũng
thấy những cái nguy hiểm của dục lạc, rồi từ đó mình mới hướng đến xuất ly và làm những cái công việc như trong bài ngày hôm nay. Dạ thì hôm nay con xin hỏi là nếu mà phàm phu nói chung thì khi mà mình xuất gia thì phải có đủ ba la mật, tức là mình cái tâm mình nó phải mạnh, mình hướng xuất gia là để đến tu đến giải thoát cho chính mình thì như vậy mới phát triển được tăng đoàn. Còn nếu mà mình không có đủ tâm lực mạnh thì mình không có nên xuất gia, vì như vậy sẽ làm ô nhiễm cái tăng đoàn và làm gương xấu cho hàng cư sĩ. Ví dụ như có những nếu mà mình mà vì mình ở ngoài đời khổ quá, mình muốn xa lánh đời thì mình xuất gia, rồi cũng khi mình thất tình hay có khi vì lợi lộc gì đó mà mình xuất gia thì như vậy sẽ làm không tốt cho tăng đoàn. Vậy thì đối với những người phàm phu mà khi tâm mà chưa đủ mạnh thì không nên xuất gia phải không ạ thưa sư, mà mình chỉ có hướng đến chứ mình cũng nên xuất gia. Dạ, đó là câu hỏi của con kính thỉnh sư. Sau sư khi nghỉ ngơi một lát thì sư giải thích để con hiểu rõ về điều này, và cũng xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ xin, con xin vâng mic đến cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Thì quý vị thấy rằng các cái vị Bồ Tát nó thực hành trải qua ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là nguyện trong tâm. Nguyện trong tâm, rồi cái thời kỳ thứ hai là phát nguyện ra lời, và cái thời kỳ thứ ba là cố gắng nỗ lực để đạt đến cái sự giải thoát. Thì cái gì nó cũng phải tập, mà phải tập từng bước. Ví dụ như cái lúc mà cái tinh tấn của mình á nó chưa mạnh mẽ thì mình âm thầm thôi, việc nào mình làm được mình làm, thấy không? Và khi mà thấy cái tâm mình nó mạnh mẽ rồi đó, bây giờ mình phát nguyện ra lời, đó, để mà mình thử thách, thấy không? Rồi á, khi mà mình thử thách rồi đó, mình trải qua những cái sự thử thách đó để mình biết cái sức lực của mình nó như thế nào. Thì mới đầu thì mình chưa có mạnh mẽ thì mình tập lần, mình tập lần lần thôi, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình muốn có sức khỏe, hay mấy người lực sĩ mà ta mà tập tạ, ta cũng muốn có cái sức khỏe, mới bắt đầu mới vô ta đâu có làm được, đẩy được mấy cái tạ mà nặng cả trăm ký đâu. Mới bắt đầu ta tập cái tạ nó chừng mấy chục ký thôi, mỗi ngày tập mấy cái vậy đó, 5-10 cái, 20 cái vậy đó, rồi người ta mới tập dần dần lên. Thì cái sự tu tập cũng vậy. Mới bắt đầu bây giờ á, mình thọ trì gìn giữ 5 cái giới căn bản của cái người cư sĩ tại gia, rồi mình tập cái hạnh bố thí, học pháp, thính pháp, rồi cái gì phục vụ và thế này đó đó, trong cái thập hạnh phúc đó. Đó thì chúng ta cứ tập dần dần. Rồi sao? Mình thực hành cái xuất gia gieo duyên. Tại vì là mình giữ 8 cái giới.
gìn giữ bát quan trai giới tròn đủ một ngày một đêm. Từ lúc mà ví dụ bây giờ mình nguyện mình giữ cái bát quan trai giới trong cái ngày rằm, thì hừng sáng mặt trời rừng mọc của cái ngày rằm đó, mình phát nguyện, hay là nếu mà gần chùa có chư tăng thì mình sẽ xin chư tăng truyền tam quy bát quan trai giới. Còn nếu mà vì cái điều kiện mình ở cái nơi xa xôi, không có chư tăng, thì mình trước kim thân Đức Phật, hay là trước cái bàn thờ có ảnh Phật, mình tự nguyện phát nguyện mình gìn giữ tám cái giới. Mà nếu mà mình ráng mình cố gắng mình gìn giữ đầy đủ trọn vẹn, đến từ rừng mọc mà của ngày rằm mà cho đến cái sáng bữa 16, khi mà mặt trời rừng mọc lại mà nó trọn vẹn hết như vậy đó, thì mình đã tập tu rồi. Mình tập tu một ngày một đêm rồi. Thì ở những cái xứ quốc giáo đó, người ta cũng tu nhân duyên, người ta cũng tập. Có người thì tập xuất gia gieo duyên 7 ngày, hoặc là nửa tháng, hoặc là một tháng, không chừng, tùy theo điều kiện của mỗi người đó. Rồi có những người á, thì người ta tu gieo duyên, nhưng mà ta vẫn giữ cái hình thức là cư sĩ. Quý vị biết rằng những cái mà cái Tết, cái lịch Miếng đó, cái ngày đầu năm mới của Miếng đó, ta gọi là Tết Miếng đó, thì những cái xứ quốc giáo như là Miến Điện, Thái Lan rồi đó, người ta xuất gia gieo duyên rất là đông. Có người thì cũng hình thức là tu sĩ, tức là cũng cạo đầu rồi xuất gia là sa di tỳ kheo hoặc là tu nữ. Còn có những người á thì người ta không có lấy cái hình thức, mà người ta vẫn giữ bát quan trai giới suốt cái thời gian của người ta thực hành tu tập gieo duyên. Thì trong cái đời sống ta không phải là xuất gia 7 lần, mà cái đời sống của người Phật tử ở bên Miến Điện Thái Lan á, trong cuộc đời ta người ta xuất gia không biết bao nhiêu lần á, nếu mà có điều kiện là người ta xuất gia xuất gia ở trường thiền hoặc là ở các chùa để học kinh học pháp. Người nào thì dài 3 năm, và có người thì một tuần 2 tuần, có người 3 tháng chẳng hạn vậy đó. Thành ra lúc đầu là mình bước đầu là mình tu tập, mình gieo duyên như vậy đó. Để gì? Để bắt đầu mình thử cái sức của mình để mình biết. Thí dụ như trong cái trường, trong cái chuyện mà tiền thân Đức Phật á, khi mà ngài là cái con dượng chúa đó, lúc đó là đề bà đặt ra là cái người thợ săn, nhưng mà chẳng may thợ săn này bị té ở dưới cái vực sâu, cho nên là dượng chúa mới muốn thấy cái người này té xuống dưới đó rồi bị thương tích rồi này kia nọ, dượng chúa muốn cứu giúp, nhưng mà không biết là cái sức mình có thể mà giác được cái người thợ săn này lên khỏi cái vực sâu được hay không. Cho nên là dượng chúa mới tìm một cái tảng đá đó, cái sức nặng cái tảng đá nó gần gần như là cái người này, cái dượng chúa mới giác thử từ dưới vực sâu lên tới trên. Thì dượng chúa thấy là được, cái sức lực mình có thể giác
dắt nặng cái trọng lượng, cái cỡ như vậy được. À, sau khi mà ngài vác cái tảng đá từ dưới vực sâu lên rồi đó, thì vượng chúa mới bỏ mới trèo để xuống dưới, mới vác cái người thợ săn là để bà Đạt Đa đó lên. Đó, thì mình phải thử. Đó, thí dụ như những cái người mà leo núi như vậy, bước đầu ta phải thử sức mình chinh phục những cái núi thấp thôi, bước đầu leo những cái đồi cao trước, rồi leo những cái núi mà chừng 50-70 mét, 100 mét trước, rồi từ từ lên những cái núi mà cỡ chừng 200-300 mét. À, đó, thì như vậy ta mới lần ta mới leo những cái núi cao 1-2 ngàn mét. Đó, thì bây giờ á mình phải thử cái sức của mình. Đó chứ đâu phải ngay thì bây giờ trong cái thời gian này mình gọi là mình tập tu. À, thì cái bổn phận của cái người cư sĩ tại gia là gì? Là học pháp, hộ pháp. À, thì mình làm trọn cái bổn phận của mình. À, mình là người cư sĩ, à, thì mình ráng mình học, à, học kinh, rồi học về giới, à, đó, học về những cái sự thực hành, à, 10 cái điều mà đem đến cái sự an lạc hạnh. À, rồi mỗi ngày mình ráng trong cái điều kiện nào mình thực hành một cái điều nào là tốt điều đó. À, có dịp, à, mình bố thí, mình làm cái hạnh bố thí. À, có dịp mình thực hành cái hạnh phục vụ, à, để đem đến lợi ích, à, cho chư tăng, à, cho cái giáo pháp, thì mình làm, à, bất cứ cái điều nào đem đến cái lợi ích thì mình thực hành. À, thì để mình dung bồi phát triển cái con đường mà tốt đẹp của mình. À, rồi đến khi nào mà cái nhân duyên nó đầy đủ, à, mình xét thấy là bây giờ á, cái bổn phận, à, làm con, bổn phận làm mẹ, làm chồng, à, làm vợ gì đó, à, mà mình đã hoàn thành hết rồi, bây giờ mình đi theo cái con đường xuất gia, à, để trở thành, à, thì kheo, thì trở thành tu nữ, à, rồi gì đó, ha, à, thì mình đi theo cái con đường đó, à, nó đi từng bước vậy đó, à, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Còn mà mình vội vàng quá, à, tôi thấy có nhiều người, à, mới bắt đầu hiểu biết được Phật pháp, à, cái bắt đầu vội vàng quá. Rồi sao? Thành ra có những lúc là mình chưa làm tròn cái bổn phận. Thành ra giữa đạo và đời, à, mình phải cân phân, à, cái bổn phận của mình, à, đối với gia đình, à, bổn phận làm con mà bây giờ cha mẹ già, mình phải ráng ở nhà mình phụng dưỡng, à, chứ nói là cái đời sống xuất gia là nó cao quý. Bây giờ mình không làm tròn cái bổn phận làm con á thì cũng được, thấy không? Bây giờ á, cái bổn phận mình ở trong gia đình, à, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, mà nếu mà con cái mình còn nhỏ quá, à, nó chưa tới đủ cái sự trưởng thành, à, mà mình giờ mình bỏ nó thì sau này nó cũng quán trách mình, thấy không? Đó, thành ra bây giờ cái bổn phận mình còn dính mắc trong gia đình thì mình phải làm cho tròn. À, rồi khi nào cái bổn phận mình đã con cái rồi, nó đã trưởng thành, à, tới bờ tới bến hết rồi đó, nó tự sức nó có thể, à, ra đời để tạo công ăn việc làm rồi gì đó. À, bây giờ cái nhiệm vụ mình nó cũng nhẹ rồi, à, khi mà mình
xuất gia mình đi tu á, nó không ảnh hưởng gì tới ai hết. Thì lúc đó mình chọn cái con đường xuất gia, mình ở nhà, còn bổn phận trong gia đình thì mình tu theo cái bổn phận của mình. Còn bây giờ cái bổn phận mình đã xong hết rồi, bây giờ mình xuất gia, thì cái người mà xuất gia thì cái sự tu tập nó trọn vẹn hơn. Còn cái người mà còn cái nhiệm vụ á, trong gia đình, trong xã hội á, thì nó còn phải vướng bận cho con, rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ chuyện ha. Đó, thành ra nếu mà mình có cái chí hướng thì mình sẽ tập tu thực hành từng bước thì sẽ đạt đến cái điều tốt đẹp. Mình phải hiểu biết là khi mà trong cái điều kiện mình là cái người cư sĩ thì mình thực hành như thế nào. Rồi nếu mình trở thành Phật xuất gia thì mình phải hành cho đầy đủ, tôn trọng giới luật, rồi nỗ lực thực hành trọn vẹn đầy đủ các cái bổn phận của cái người xuất gia. Thì như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thì chính cái sự nỗ lực đó đó, nó là gì? Nó tạo trữ các cái pháp độ, các ba la mật, chứ không phải là đến xuất gia thì phải có là đầy đủ ba la mật mới xuất gia. Mà ngay trong cái đời sống cư sĩ, ngay cái trong đời sống xuất gia thì mình cũng phải tạo trữ các cái pháp độ. Chính những cái pháp độ này khi mà dung bồi đầy đủ thì nó mới đưa đến cái kết quả cao tột, đạt đến cái sự giải thoát. Không biết là quý vị còn nghe âm thanh của sư được không ? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô Kim Nhung. Tự nhiên cái màn hình nó đứng im mất tiêu, sư tưởng đâu bị rớt mạng rồi. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Thầy Giá. Và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của con, dạ con rất là hoan hỷ. Dạ con thưa sư, có một đạo hữu xếp hàng nãy giờ lâu lắm rồi ạ, dạ rất là mỏi chân. Dạ con xin mời đạo hữu Hồng Mai lên đặt câu hỏi ạ, dạ sa thú Hồng Mai. Dạ con xin kính lên lễ sư Trí Đức, kính lên lễ sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con rất là ấn tượng và rất là thấy hoan hỷ với cái bài pháp mà sư đã giảng, bởi vì con cũng có một đứa con trai thì nó cũng muốn là đi tu, đi xuất gia, nhưng mà con cảm thấy là cũng không an tâm. Nhưng mà qua những cái cách nó thể hiện, như là trước khi đi đến chùa để học đạo thì cháu cũng đã tìm hiểu về giáo pháp, rồi cũng tìm hiểu, rồi cũng tìm đến một vị mà cháu đã thấy là thích hợp với cái tâm tánh của cháu. Và trước khi đi lên chùa để học đạo thì cháu cũng đã có một thời gian để làm quen với những cách cuộc sống nó đơn giản hơn cuộc sống hiện tại khi mà cháu còn ở trong gia đình. Và thấy có những cái sự phát triển là cháu rất là tìm, như là làm thân quen với những cái vị thiện trí thức, là những vị đi trước có nhiều kinh nghiệm về Phật pháp để mà cùng nhau thảo. Thì con có được dịp tiếp xúc với những vị trong vị mà tu tập chân chánh, thì con thấy có những vị qua cái những cái cuộc tiếp xúc trao đổi thì con có biết có những vị thì cũng vị sư cũng có những cái danh tiếng và cũng có một cái tầm cỡ, nhưng mà cũng không có diệt trừ được cái phiền não về tính tham, cho nên cũng con cũng lo sợ cho cái việc tu tập của con, vì con sợ là cháu không có vững vàng để diệt trừ phiền não của mình, nhất là những cái tham sân si đã tích trữ từ kiếp này qua kiếp khác.
Và cái trên con đường tu tập đó mà không không đạt được đến mục đích để giải thoát thì nó vô tình nó sẽ tạo ra những cái nghiệp mà sau này cháu phải trả. Cho nên đó là khi mà nghe những cái lời sư giảng pháp thì con lại càng lo lắng hơn nữa. Thế thì khi làm mẹ của một đứa con trai như vậy á, thì mình sẽ làm như thế nào để mà giúp cháu có được cái sự kiên nhẫn, cái được cái đường đi đúng trên con đường trung đạo mà không ngã về lợi nhưỡng, và cũng có thể nào mà giúp ích được cháu trong cái quá trình mà tu tập để đi đến cái việc xuất gia lâu dài. Bởi vì trước đó thì con cũng có góp ý với cháu là nên tu xuất gia gieo duyên để xem mình có thích hợp với đời sống tu hành hay không, có thích hợp với cuộc sống ở trong chùa hay không. Nhưng mà cháu nói rằng là khi mà đã có tác ý đi tu á, thì cháu sẽ đi luôn chứ không có xuất gia gieo duyên. Dạ, thưa sư, cho con xin một cái lời tham vấn của sư về cái việc này ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Tốt nhất á là mình phải một cái thời gian thử thách trước. Bây giờ mình đến một cái chùa nào đó mà mình cảm thấy là mình có thể nương nhờ để tu tập, học hỏi thời gian. Bây giờ á mình tập trước ha. Có thể vẫn giữ cái hình thức là cái người cư sĩ, hoặc là mình có thể trở thành những cái chú giới tử. Mình học, mình vừa công quả rồi vừa học kinh pháp, học những cái giới trước. Cái thời gian này gọi là thời gian tập sự, tập sự một thời gian rồi xong á, mình cảm thấy là nếu mà cái khả năng mình thích thú trong cái đời sống, cái đời tu tập, mình thích cái sự yên tĩnh thế này thế khác đó, thì mình cảm thấy muốn trở thành cái bậc xuất gia thì mình có thể mình xuất gia. Vậy đó, làm thời giới tử là tốt rồi. Bây giờ làm giới tử thời gian xong rồi các bắt đầu xuất gia sa di. Đó thì cái thời gian mà giới tử rồi sa di này đó là gì, là cái thời gian mà là thử thách. Đó rồi đến, nếu mà đến đủ tuổi thì mình sẽ xuất gia thì khéo. Thành ra hồi đó là ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài dạy, lúc mà sư bắt đầu vô để mà làm giới tử, ngài nói cho cái thời gian mà làm giới tử sa di đó là cái thời gian mà mình lập công bồi đức, phải không? Cái thời gian đó là mình vô mình phục vụ chư tăng nhiều, mình làm công quả, các cái công việc ở trong chùa, rồi mà mình học kinh học luật đó. Cái thời gian đó là mình tập sự, để mình hiểu biết cái bổn phận của cái vị sa di là như thế nào. Rồi bắt đầu mình học, mình biết cái bổn phận của cái vị tỳ kheo là như thế nào. Rồi mình ước lượng, bây giờ cái khả năng nó như vậy phải thực hành những cái bổn phận thế đó, mình có khả năng mình làm tốt đẹp hay không.
Đó, thì sau khi mà mình đã tìm hiểu, mình đã quan sát, rồi mình nghĩ rồi, mình thấy cái khả năng mình và cái chí hướng của mình nó phù hợp, rồi mình đã thuộc kinh, mình hiểu biết về các cái giới, các cái học giới ở trong luật đầy đủ, hiểu đâu mình xuất gia, mình làm đúng như vậy thì đâu mình đâu có sợ, thấy không? Đó, thành ra đó, cái gì mình cũng phải tập từng bước đi từ từ thì mình sẽ đạt được. Còn nếu mà mình tu tập thời gian, lấy lúc đầu thì mình cũng có cái ý muốn vậy để tìm hiểu Phật pháp thôi, chứ mình cũng có ý định xuất gia, thì mình tìm hiểu rồi kia nọ thời gian mà mình lấy thì mình trở về cái đời sống thế tục mà mình làm, để mình trở thành cái người cận sự nam, cận sự nữ, để là thành cái người hộ pháp, nó cũng tốt. Đó, thành ra đó, cũng có nhiều chú, nhiều chú và đến chùa làm công quả học pháp rồi thôi, nhưng mà không có chịu xuất gia, hỗ trợ cho chư tăng, chư tăng cần đi đâu, cần cái gì đó thì mấy chú này sẵn sàng làm. Nhưng mà kêu thôi bây giờ xuất gia đi, nói thôi con muốn làm cái người mà hộ pháp phục vụ tâm bảo, phục vụ chư tăng thôi thì cũng tốt, phải không? Thành ra đó, tùy theo điều kiện, tùy theo cái ý nguyện của mình. Nếu mà mình hướng về cái con đường tốt đẹp thì ở cái vai trò nào mình làm tốt đẹp cái vai trò như trong cái điều kiện của mình đó, thì như vậy là đem đến cái phước báo tới lợi ích rồi. Mình đừng quá nóng vội, và sao mình đừng có cầu toàn quá. Thì quý vị thấy rằng đó, bây giờ đó, còn phàm nhân thì nó còn những cái lỗi lầm, còn những cái khiếm khuyết. Bây giờ mình cầu toàn quá, mình tìm cho một ông thầy cho thiệt là ngon lành thánh thiện thì làm gì có đâu, thấy không? Cho nên là chúng ta phải biết học những cái điều kiện tốt đẹp. Mỗi người có được cái mặt mạnh thì mình học những cái điều đó, thấy không? Đó, bây giờ mình cầu toàn quá đó, mình tìm một cái bậc minh sư mà như là thánh nhân ấy, thì làm sao mà có được. Thành ra mình phải biết thành ra ông Khổng Tử ông nói sao, ông nói là tôi mà sở dĩ tôi làm thầy được mấy ông này nè là gì, ông biết cái người này có cái mặt mạnh, những cái điểm nổi bật, còn cái người kia đó có cái sự khiếm khuyết. Ông lấy cái mặt nổi trội của cái người này nè, ông góp ý, ông chỉ dẫn người kia. Thành ra bản thân ông ta thì không phải là bậc thánh nhân gì, nhưng mà nhờ ông có cái thấy, cái tầm nhìn, ông biết người này giỏi về cái mặt này, dở về cái mặt này, người này giỏi về dở về mặt nọ đó, ông mới bổ sung. Thành ra đó, mặc dù ông không có tài cao gì đó, nhưng mà những cái người đệ tử theo học rất là đông. Tại vậy đó, chứ giờ mà nói mà phải tìm một cái vị minh sư mà toàn vẹn thì chắc hơi khó. Thành ra chúng ta phải thông cảm. Có những lúc là chưa chắc gì ông thầy mà giỏi mà học trò giỏi, thấy không? Ông thầy nhiều khi ông thầy cũng giỏi, ông thầy cũng dạy hết lòng, nhưng mà cái năng tiếp thu
cái sự hành trì của cái người học trò nó không tới. Thành ra bây giờ cái điều quan trọng là chính sự nỗ lực tinh tấn ẩn thân mình. Còn cái vị thầy đó là chỉ là cái người dẫn dắt, cái người hướng dẫn, chỉ biểu mình, chỉ dẫn phương. Còn nếu mà mình hành trì tốt đẹp thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, thấy không? Có nhiều người á, đi tìm những cho thiệt giỏi, những ông giáo sư để mà học, để mà chuẩn bị mà thi. Cái vị ông thầy này không giỏi hết, hết lòng. Những cái phương pháp ông đem dạy hết hết sức, nhưng mà cái người học trò đó, cái sự tiếp thu cái trí tuệ cái người này có hạn, thấy không? Rồi tới chừng đi thi đổ thừa ông thầy dở, ông thầy cũng giỏi vậy, nhưng mà tại cái năng lực, cái phước trí của mình đâu có thể mình đổ thừa ông thầy được. Thành ra đó, cái điều quan trọng là chính ở bản thân mình, chứ đừng cầu toàn quá, phải đi tìm cho được minh sư, cho được những cái vị minh triết để mà mình học, thì bây giờ thì nó rất là khó kiếm. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thú kính cảm ơn. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, cũng như trả lời câu hỏi của Hồng Mai. Dạ, Nhật Quỳnh thấy tới hai bàn tay. Nhưng mà xin phép cô tu nữ Tệ Duyên với sức Hồng Mai nha. Cho Nhật Quỳnh hỏi một câu, tại vì nãy giờ Nhật Quỳnh thật sự con xin sám hối với Ngài và Đạo Tràng. Sức khỏe con không có tốt, nên con trốn. Nãy giờ con lặng nãy giờ, nhưng mà con nghe được cái câu hỏi của Hồng Mai, nên con cũng cũng giống tâm trạng con chút, nên con xin được hỏi Ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Như Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, con nghe con Hồng Mai nói thì khi có người con muốn xuất gia thì rất là phân vân, rất là lo lắng. Nhưng con thì ngược lại. Còn nghe con mà có ý định xuất gia, mặc dù xuất gia gieo duyên hay xuất gia thật vậy, con cũng rất là hoan hỷ. Con rất là hoan hỷ nên con hối đi xuất gia liền, không để chậm trễ. Thì tại vì bản thân con thấy con nuôi ý nguyện xuất gia rất là lâu, nhưng con không có hoàn thành được cái ý nguyện của con. Mà tới khi con đi vô chùa, con cũng chưa được xuất gia nữa. Nên khi mà con nghe con của con mà có ý định xuất gia là hối làm liền liền, không để chậm trễ một ngày nào hết. Mà con thì có ý định khác hơn Hồng Mai một chỗ là cứ xuất gia đi. Dạ, rồi tùy duyên, nếu đủ duyên thì mình gặp được những vị thầy tốt, nếu đủ duyên thì mình sẽ tu tiến trong giáo pháp này. Tại vì bản thân con á, con thấy con rất là yêu kính cái giáo pháp này, nhưng mà bản thân con á, không làm được lợi ích cho giáo pháp bao nhiêu hết. Tại vì sức khỏe không có, trí con cũng không có. Con muốn học rất là nhiều, nhưng mà con cũng không có thu thập được bao nhiêu. Nên con thấy có những người trẻ mà có ý định xuất gia thì con rất là hoan hỷ, dù đó không phải là người con của con, mà bất cứ người nào mà con quen biết được mà có ý định xuất gia là con biến tấn liền. Và trong cái thời gian trước đây con cũng có một biến tấn một vị đó, từ lúc cư sĩ mà tới mấy năm sau mới xuất gia. Và bây giờ thì nghĩ đó xuất gia rất là tốt đẹp trong giáo pháp.
nên con, cái kinh nghiệm của con là con nói cứ xuất gia đi, dạ không sao hết, cứ gắng lên nhà, và có những cái khó khăn thì cũng phải cố gắng vượt qua. Và con hiểu những có khó khăn gì cứ nói với mẹ, mẹ có cách mẹ giải quyết, tại vì mẹ thân cận với những người xuất gia, mẹ cũng biết rất là nhiều điều khó khăn ở trong cái khi mà mình xuất gia. Nên câu hỏi của con hỏi nếu mà con hối thúc một vị khác xuất gia như vậy, con quá hấp tấp không, và như vậy có lợi ích cho cái người đó không? Dạ, con kính nhân mít đến đến thượng tọa Pháp Thanh, thượng tọa Pháp Thanh chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bụt Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Thì quý vị biết rằng cái thiện Phật dạy sao? À, khi mà các cái điều thiện, các cái pháp thiện mà nếu lên á, phải làm cho nhanh, phải làm mau. Tại vì nếu mà mình chần chừ đó, có nhiều khi cái chướng ngại nó sẽ cản trở. Thành ra ở các cái xứ quốc giáo đó, ở bên như bên sư có một cái vị sư bạn, cái vị đó cũng muốn xuất gia, nhưng mà cái ở Việt Nam đó, cũng gặp cái trở ngại, cho nên là cái vị này đi lần sao mà qua tới bên Lào. Quanh Lào rồi cái vị này cũng vô chùa rồi xin thì các cái trưởng lão ở bên bển cho xuất gia liền. Xuất gia xong rồi học thì cái nào nó cũng có cái lợi của cái đó. Ví dụ như bây giờ á, mình xuất gia xong mình học, tại vì có nhiều khi á, cái nhờ cái hình thức của cái hình thức cái vị xuất gia rồi đó, mà mình nỗ lực mình tinh tấn mình học thì cũng tốt. Còn á, mình từng bước mình tìm hiểu xong á rồi xuất gia thì nó cũng tốt, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà đó mình cái còn mang cái hình thức cái người cư sĩ á, thì sao nó hay dễ vui bị bạn bè nó rủ rê nó lâu kéo nó về. Còn hả, nếu mà mình vô á xuất gia liền rồi xuất gia rồi á thì mình phải ráng mình nỗ lực mình học chứ đừng nghĩ thôi bây giờ tôi xuất gia vậy là được rồi, mình bằng lòng với cái đó thì mình sẽ không có sự tiến bộ. Thành ra đó, cái điều quan trọng là gì? Mình đi từng bước, mình tìm hiểu kỹ càng, mình bước bước nào nó chắc bước đó thì cũng tốt. Còn cái điều quan trọng là mình đã xuất gia rồi thì mình phải cố gắng mình nỗ lực mình học, học về giới, các cái bộ phận của vị xuất gia. Cái vị sa di thì phải có những cái bổn phận như thế nào, cái vị tỳ kheo thì phải có bổn phận nào thế nào, hiểu kỹ càng rồi mình thực hành đầy đủ trọn vẹn tốt đẹp thì cái đó là cái điều quý đó. Vì thấy rằng một cái người mà đi xuất gia nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Những đứa mấy đứa em đứa cháu ở trong gia đình sư nữa, mà sư khuyến quá nó hoài mà đâu có chịu cái nào đi đâu. Hồi đó ngay cả chính ông thân sư cũng vậy, ông nói thôi tôi giờ tôi làm công quả chùa cần gì tôi tới tôi làm, còn
biểu tôi xuất gia, tôi xuất gia tại sao không còn ham vui, còn gặp bạn bè rồi này kia rồi uống cà phê rồi vậy chứ gì. Nhưng mà cái còn cái vướng bận cái thói quen đồ này kia trong cái đời sống, thành ra đó hồi lúc mà sư ấy đó, thì ông tới sẵn sàng tới chùa mấy hồi năm đó, mấy năm đó còn quét vôi rồi này kia chưa có cái nước như bây giờ, cạo vôi cũ ra hết rồi quét hết cái chánh điện, cái tăng xá, nhà bếp, cái gì cũng làm. Nhưng mà kêu ông vô chùa làm giới tử rồi ông chịu, thành đó duyên mỗi người. Nhưng mà biết biết phục vụ và biết làm phước, biết biết là cái người mà hộ pháp cho chúng mới. Nếu cái như sư nói ở cái điều kiện, ở trong cái hoàn cảnh nào mà mình làm tốt, mà cái bổn phận, cái nhiệm vụ mình là cũng tạo tạo cái phước, gieo những cái chủng tử tốt đẹp, gieo những cái duyên. Chứ mình có những lúc mình chần chừ quá đó thì cái chướng ngại nó cản trở mà không chừng. Nhưng mà khi mà mình ở cái cương vị nào thì cũng phần như thế nào thì mình làm tròn tốt đẹp cái cương vị đó, cái nhiệm vụ, cái bổn phận mình, thì như vậy là tốt. Là xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Không biết là cô Nhật Quỳnh bệnh sao, cô ráng uống thuốc rồi cho nó khỏe. Nói chung bây giờ cô chưa có đủ điều kiện, thì khi mà mình phục vụ Tam Bảo, mình là cái người hộ pháp, thì chính là những cái nhân duyên để sau này cô có cái phước trí, cái phước phục vụ này, này Hòa Thượng nói đó, nó cũng nâng đỡ trên cái bước đường mình xài. Thì giờ mình chưa xuất gia được, nhưng mà là mình là cái người mà hộ pháp là cũng rất quý rồi. Rồi chính nhờ những cái lúc mà mình phục vụ này để mình học hỏi, mình dung bồi cái phước trí, thì mai mốt mình đi tu thì nó thuận lợi hơn. Chúc cô mau mạnh khỏe, và chúc cô luôn an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, con kính lãnh lễ sư Phúc Thanh. Dạ, và câu hỏi của con. Dạ, thì như chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà rất là căng vì dịch bệnh. Dịch bệnh thì ngày càng tăng, và những người bị nhiễm thì tăng cao rất là chóng mặt. Thì qua đó thì chúng ta mới hiểu được cái khi mà ai mà trực tiếp chiến đấu với bệnh tật thì mới thấy cảm thấy được cái nỗi khổ của kiếp người trong cuộc sống bây giờ. Thì qua cái bệnh dịch này, qua trận dịch này thì con có được hai điều rất là may mắn. Một là đứa con trai đã thấy được cái sự vô thường của cuộc sống, thì đã đi theo chân Đức Phật mà tu tập. Thứ hai là gia đình con không có ai, trong thời điểm hiện tại thì không có ai bị bệnh hết. Và đứa con gái thì nói là rất may mắn vì cháu làm việc ở khách sạn 5 sao thì dễ tiếp xúc với FO. Nhưng mà những khi mà cháu ốp với cháu nghỉ á, cháu có ca nghỉ á, thì những cái người bạn mà trong cái ca đó lại gặp FO và phải đi cách ly, thì cháu đã được hai cái thuận lợi là không gặp FO. Thì con cảm thấy là qua cái này thì thấy là mình rất nhiều nhân duyên lành, nên cái gia đình mình đã được bình an trong hiện tại như vậy. Và qua dịch bệnh này thì cũng là có cơ hội để mà thực hiện được cái tính thâm nhẫn, cái sự chú tâm tỉnh giác trong hiện tại. Tuy nhiên á, thì cái tâm mình thì rất là khó giữ, thì nó thường hay thay đổi, nó không có sự quân bình, mà lúc nào cũng là có sự tham nhẫn hoặc là sự chú tâm trong hiện tại. Thì thưa sư, thì sư
có một cái lời khuyên nào cho chúng con trong cái thời buổi mà dịch bệnh như thế này, làm sao để giữ tâm mà lúc nào cũng được sự quân bình và không bị cái ngoại cảnh nó chi phối? Dạ, thưa sư, xin sư nhân góp ý cho con ạ. Một bức thai giá, một thầm sân ca giá. À, như hồi đó Ngài Hòa Thượng Ngài nói đó, khi mà cái những cái điều trở ngại, những cái bất những cái điều không tốt đẹp mà nó, các cái pháp nó hiển lộ ở xung quanh mình, thì bắt đầu mình mới biết cái lúc đó cái phước của mình cỡ nào. Đó, mình gặp những cái chướng ngại, những cái trở lực mà mình vượt qua được là chính nhờ cái sự tu tập, cái phước báo mà mình đã tạo trữ, không? Thành ra đó, Đức Phật mới nói là chỉ có cái phước là nó nâng đỡ mình, cái phước là nó hỗ trợ mình, nó che án cho mình trước những cái tai họa mà thôi. Chứ không ai mà che chở mình được hết. Thành ra cái điều đó để mình thấy được và mình có sự nỗ lực, mình tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật, tin tưởng vào cái giáo pháp. Rồi mình muốn mà giữ tâm quân bình ở trong đời sống này thì phải nỗ lực tu tập. Đức Phật chỉ dạy phương pháp, mấy sư thì chỉ nhắc nhở, lặp lại những cái Đức Phật, những cái pháp để mình thực hành thôi. Còn bây giờ mình giữ cái tâm mình á, là cần phải đòi hỏi cái sự thực tập, cái sự thực hành, rồi cái sự quan sát, kinh nghiệm, trí tuệ của mình. Mà cái quan sát với trí tuệ với kinh nghiệm á, là cái này phải tự mình làm. Đức Phật chỉ dạy những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để thực hành như vậy đó. Rồi á, chẳng qua thì mấy sư cũng thực hành, rồi mấy sư nhắc nhở, mấy sư có thể chia sẻ những cái ấy thôi. Nhưng mà mình muốn đạt được thì mình phải thực tập, mình thực hành thôi. Thì sao? Thì bây giờ á, mình phải coi khi nào mà những cái phiền não, những cái tham muốn đó, những cái mong cầu nó sanh khởi, mình biết lúc này là tham nó đang sanh khởi, lúc này cái tâm của tôi nó bị phiền não chi phối. Khi nào những cái trạng thái bực bội, khó chịu trước các cái đối tượng là mình biết cái sân nó đang có mặt, cái sân nó đang sanh khởi. Thì biết như vậy á, mình biết là bây giờ sân nó đang sanh khởi, sân nó đang xâm chiếm chế ngự cái tâm của mình. Thì khi mà mình biết như vậy đó, nhưng mà nếu mà mình có cái sự thực hành á, thì mình không cần gì hết, mình chỉ nhìn, mình biết được cái trạng thái của phiền não sanh khởi, nó tăng, nó giảm, nó như thế nào, mình quan sát nó, đúng hồi hết, nó sẽ lắng dịu vậy đó. Còn nếu mà lúc đầu á, cái trí tuệ với cái chánh niệm mình nó chưa đủ mạnh để mà đương đầu với phiền não á,
thì mình phải dùng những cái suy tư chân chánh để nó hỗ trợ mình. Tức là mình quan sát, mình nhớ cái lời dạy của Đức Phật. Hả mà vô minh thì duyên hành, mà vô minh duyên hành thì sẽ đưa đến những cái hậu quả khổ đau, sầu bi khổ u não. Đó, thành ra mình dùng cái suy tư chân chánh đó để mà nó tạm thời nó hỗ trợ mình đẩy lùi cái phiền não. Thì cứ nhớ là hả mà minh sanh thì vô minh diệt, mà vô minh diệt thì hành diệt, thì sẽ đem đến cái đời sống tốt đẹp an vui. Mà hả mà vô minh viên hành thì đem đến cái hậu quả tai hại khổ đau. Thì hai cái mình tự mình nhắc mình như vậy đó. Thỉnh thoảng mình tự hỏi, nãy giờ mình có sáng suốt không, có trí tuệ không? Thì khi mà mình tự phản tỉnh, mình tự nhắc nhở, mình tự hỏi mình vậy thì bắt đầu là cái sáng suốt, cái trí tuệ nó trở lại liền. Mà có sáng suốt, có trí tuệ thì tâm quân bình. Còn mà nếu mà chúng ta chạy theo trần cảnh, biền não chi phối, là cái tâm nó vọng động, nó chạy về quá khứ, nó suy tính tương lai, đó là cái tâm nó không có định tĩnh, nó bị rung động, bị ấy trước các cái phiền não. Thì cũng chia sẻ chút ít những cái hiểu biết với cô Hồng Mai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui và cố nỗ lực tu tập, thực tập thực hành thì sẽ đem đến cái đời sống tốt đẹp, cái tâm quân bình, sáng suốt định tĩnh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính tri ân sư đã giảng dạy cho con rõ và con sẽ cố gắng thực hành ạ. Dạ, sa thú sư Thanh đã giải thích các câu hỏi của đạo tràng. Dạ, giờ này con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Nãy giờ con thấy cô xếp hàng và giơ tay cũng đã lâu rồi ạ. Dạ, con kính mời cô, con kính dâng mic đến cô ạ. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn Hồng Nhung. Và bây giờ cũng còn có một phút nữa hỏi gì đây. Thôi tự nhiên xin kính lãnh lễ Ngài và Ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức. Và kính chào Đạo Tràng. Có một buổi sinh hoạt rất là linh động. Và kính chúc Đạo Tràng được nhiều sức khỏe. Và nhất là Hồng Mai hôm nay đã chia sẻ về gia đình. Và có một người con như vậy thì tự nhiên cũng xin mừng và mừng cho một người con có hướng để tiếp nối là đệ tử của Đức Phật. Thì tự nhiên cũng mong rằng Hồng Mai phải hỗ trợ và cho người con của mình trở thành một vị đệ tử. Cứ cho, ví dụ như bây giờ một người con có mãnh lực như vậy thì mình rất là quý. Và cái giáo pháp này thì rất là khó thực hiện, nhưng mà có một người con như vậy thì rất là quý, phải nói là quý vô cùng. Và Hồng Mai cứ hỗ trợ, và cái năng lực do cái năng lực của người hỗ trợ nữa, chứ không phải là ví dụ như người con mình như vậy mà mình một cái lực cản á, thì nó không có hay. Bây giờ nếu con xuất gia, mẹ chấp nhận cho con xuất gia, vị thầy nào cứ cho. Tại vì tùy duyên, khi một người gia đình, một người cư sĩ á, là nó khác. Và lên một giới tử nó khác, và lên một sa di nó khác, lên một vị tỳ kheo nó khác. Từng bước cứ hỗ trợ. Thì tự nhiên có vài lời
Bây giờ biết hỏi gì, giờ hết giờ rồi, thôi để chị hẹn lại tuần sau đi. Bây giờ mời mời Hồng Nhung kết thúc chương trình. Dạ, sa thú con cũng kính chuyên những cái lời nhắc nhở của cô Tuệ Duyên đối với Hồng Mai. Dạ, con hỷ thật sự là thưa cô. Dạ, bây giờ cũng đến thời điểm là kết thúc lớp học ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Thanh nghỉ ngơi. Dạ, con thưa sư Tuệ Đức. Dạ, sư có ở đó không thưa sư? Sư cho con một tín hiệu thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con sẽ kính thỉnh sư chút nữa chúc phúc cho đạo tràng. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, bài học đã kết thúc. Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài học ngày hôm nay và trả lời các câu hỏi của đạo tràng. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang ge na wande hang ba da bang sung varuttam mang bút thề ô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng út ta mang ghê na quan đề hằng thầm anh cha đu biết hằng qua rằng thầm mê yô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng Uta mang ghe na quan đề hằng sang khanh cha đu biết hô ta mang sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Tuệ Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Con thành kính lễ thượng tọa Trí Đức, tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào bà quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được những chư tăng để cúng chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Ta thalatha sukhita virunha virunha buddhasa sanne aroga sukhita ho tasahasappe tinya te phi. Cầu xin tất cả thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho tất cả thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sikhiya chanatha sikthamatu 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 idang phalange tasmin ratanatayasmin sambasadana che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú. Dạ, con tuệ đức cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, tiếp theo